Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2013. Qua các năm được củng cố phát triển, đến nay có 92 câu lạc bộ với hơn 1.700 thành viên là những tấm gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ thương mại. Các câu lạc bộ hình thành trên cơ sở tập hợp gắn bó hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có chung ngành nghề và trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Từ đó hình thành các tổ, nhóm liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Tại buổi họp mặt, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, nâng chất hoạt động các câu lạc bộ bằng hình thức tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp mới có hiệu quả. Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề về nông nghiệp nông thôn nhằm phát huy vai trò hạt nhân của các câu lạc bộ trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.